tôi về Kiến Thụy sau nhiều năm xa. Bao ngày bồn ba từng đêm mong nhớ, núi đôi chờ tôi nghiêng mình soi bóng. Dòng sông Đa Độ vẫn nặng phù sa, núi đôi là cha sông Đa như mẹ ôm con vào lòng từ thuở con thơ. Cánh đồng mùa vàng vẫn để trong mẹ cong lưng vai gầy ướt áo, nhớ tiếng diều ví vu đêm nào trăng hội vẫn vương trong lòng không thể nào quên. Đi xa trăm lối nay con lại về quê hương tôi, quê hương tôi. Dòng sông Đa xanh, dòng sông Đa xanh mát, quê hương tôi, những cánh đồng bát ngát. Anh sẽ cùng bên đôi ta vang dòng hát về thăm vương triều nhà Mạc vang danh. Tân Phong anh dũng về cha phương anh hùng, xuân đang đổi mới về Kiến Thụy hôm nay, những tâm hồn phơi phới gom sức dựng xây quê hương thay màu áo mới, nặng nghĩa ân tình con người quê tôi. Đi xa trong lối nay con lại về. Về với nhau ta trở về thăm một thời oanh liệt, như năm xưa ta vừa mới bên nhau. 18 đôi mười trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương. Đồng đội mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng. Về với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội ơi. Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt, như năm xưa ta vừa mới bên nhau. 18 đôi mười trời xanh biếc trên đầu. Đồng đội ơi, mãi mãi là tình yêu thương. Đồng đội mãi mãi niềm tự hào ấm vang trong lòng người. Ta về với nhau đồng đội ơi, ta về với nhau đồng đội ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về, quay về thì đáng nhẽ là tôi đi đầu tiên. Kính thưa các đồng chí đoàn 281 thuộc C1, đơn vị DB là C1D345E42F350. Hôm nay trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày cuối năm 2022, anh em chúng ta về đây, các vị đại biểu về dự, tôi xin chân thay mặt cho ban liên lạc đại đội 1 tiểu đoàn 281 là đoàn DB xin gửi đến các vị đại biểu và các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Về dự kỷ niệm hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu về những khách mời của địa phương. Tôi có mời đồng chí chủ tịch cựu chiến binh, nhưng mà đồng chí hiện nay còn không về muộn tí. Thế còn đồng chí là Đỗ Xuân Hà là bí thư chi bộ, đồng chí Cao Hữu Niệm là ban liên lạc của sư đoàn 38 và đồng chí Dương Đắc Nghị là khách mời của C3 và 281. Và về dự hôm nay là có đông đủ cựu chiến binh của C1 đoàn 281 là C1 đoàn D345, các đồng chí có mặt tại đây đầy đủ, xin lên được chúc mừng. Về nữa là có đồng chí, có chú Đức là em của liệt sĩ là hôm nay cũng về dự, và đặc biệt nữa là có phu nhân của đồng chí Tiền và đang coi như là mạnh khỏe mà ở bãi Thanh Nguyên cũng bớt chút thời gian về đây. Thế mà phu nhân của quá cố của đồng chí Phạm Văn Ba là Công Minh. Thế và sau đây thì tôi xin thông qua chương trình làm việc của chúng ta hôm nay, thì tôi sẽ đọc cái ôn lại cái thời gian mà chúng ta đi trên đường và rèn luyện rồi đi trên đường công tác, đi vào miền Nam chiến đấu, và cũng như là thời gian chúng ta ở chiến trường, cũng như là tóm tắt lại những cái trong cái lúc mà ta về xây dựng cùng với vợ con, rồi nói chung là xây dựng kinh tế là cái ngày này. Tôi xin thay mặt ban liên lạc của tôi xin hôm nay trong không khí vui tươi phấn khởi của những ngày cuối năm 2020, các đồng chí chúng ta đã có mặt đông đủ tại đây để ôn lại những ngày vào Nam đánh Mỹ, vào Nam chiến đấu và kỷ niệm 50 năm ngày đơn vị C1D345 hạ sao tại bãi đỗ Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo để hành quân vào Nam đánh, vào Nam chiến đấu. Thay mặt cho ban liên lạc C1D345 DB là đoàn 281, tôi xin gửi tới các quý vị, vị quý khách cùng các đồng chí cựu chiến binh đoàn 281 lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc và thành công. Kính thưa các đồng chí, vào ngày này 11 tháng 12 năm 1967, cách đây đúng 50 năm, tại thôn Oai Đỗ, xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, đơn vị được mệnh hành quân vào Nam đánh Mỹ, vào Nam chiến đấu. Những thanh niên 18 đôi mươi tuổi xuân còn đang phơi phới của thành phố cảng thân yêu, tạm biệt gia đình, tạm biệt người thương,
người thân lên đường đánh Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với khẩu hiệu tất cả cho tiền tiến, tất cả vì miền Nam ruột thịt, thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người, thanh niên phong trào ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang vì miền Nam ruột thịt. Ngày nghỉ đêm đi qua bao miền quê địa danh ác liệt, máy bay Mỹ ngày đêm bắn phá cầu Hàm Rồng Thanh Hóa, rồi ta vào đến Nghệ An Hà Tĩnh, tọa độ nửa Quảng Bình, vượt Trường Sơn với khẩu hiệu đôi chân đôi vai ngàn cân, đôi chân vạn dặm, mà có nhà thơ nhà văn đã viết ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn, đá mòn mà đôi gót không mòn. Đúng vậy, thật là thời gian vất vả, đói cơm nhạt muối, mỗi rừng vắt núi gian nan vất vả, nhưng không ngăn nổi bước chân người con đất cảng, những người mà hôm qua còn cầm bút cầm cày cầm cuốc đã chắc tay súng thẳng tiến đến chiến trường, thật chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi. Khí thế tiến công như sức mạnh thần kỳ, trên đường hành quân nhiều đồng chí bị sốt rét, những trận nóng rát ghê người anh em đơn vị phải chia sẻ. Quân tư trang cán các đồng chí đến nơi có trại xá để giã chiến để gửi lại. Đơn vị lại tiếp tục hành quân cứ như vậy, ngày nghỉ đêm đi rồi đêm nghỉ ngày đi. Gần 6 tháng chúng ta đã đến bãi tập kết K9, được bổ sung về các đơn vị 3 đại đội 234 về đơn vị pháo, còn C1 chúng ta được bổ sung vào đoàn 50 làm nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, vận tải vũ khí, lương thực, vận chuyển thương binh về tuyến sau. Những năm tháng ở chiến trường miền Đông Nam Bộ vô cùng ác liệt, địch thả biệt kích thăm dò, phát hiện căn cứ, phát hiện lối mòn, máy bay trinh sát ngày đêm quần đảo, gọi máy bay đến nhắm bom đánh phá ở các nơi, định vị cho pháo ở các nơi bắn tới tấp tập. Những trận pháo bày kéo dài hàng tiếng đồng hồ, đêm đến lại những trận bom B-52 định mệnh trả đi sát lại, ban ngày lại bị máy bay trực thăng quần đảo phát hiện thấy hầm là cả lựu đạn bắn M-79. Cứ như thế không có ngày nào được yên. Cộng với ở rừng núi, mỗi rừng vắt núi những cơn sốt rét ác tích làm cho chúng sức khỏe ngày một suy giảm, nhiều đồng chí không qua khỏi. Nhưng với tình cảm đồng đội, những cơn nhường cơm xẻ áo, giúp đỡ nhau lẫn nhau, động viên lẫn nhau qua những cơn hoạn nạn, thế rồi tin vui đã đến. Mỹ quốc Ngụy nhào, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc chiến tranh, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Những người lính đất cảng năm xưa vuông tay súng đã chắc tay cày tay búa, cùng với những người vợ hiền nuôi con dựng nghiệp. Trải qua những năm tháng sau chiến tranh, đời sống vô cùng khó khăn vất vả của đời phải bao cấp cấm chợ ngăn sông, thế rồi sau 35 năm đổi mới, đất nước dần thay ra đổi thịt, cuộc sống đi lên. Mỗi chúng ta đã có một gia đình hạnh phúc, chúng ta có mới thấy hết cái giá trị của hòa bình, của độc lập tự do. Xong, mỗi chúng ta ngồi đây không khỏi bùi ngùi xúc động, tưởng nhớ tới những đồng chí đồng đội đã hy sinh cho nền độc lập tự do ấy. Những đồng đội đã cùng chúng ta chia ngọt xẻ bùi, vượt qua gian nan hy sinh, nay lại về đời thường. Nhiều đồng chí đã ra đi, nhiều đồng chí do nhiễm chất độc hóa học bị thương những ngày trái gió trở rời, vết thương hành hạ. Nhưng chúng ta cũng rất tự hào, rất biết ơn những đồng đội đã hy sinh để cho dân tộc, cho có được đúng tổ quốc quang vinh như ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị, các vị quý khách, kính thưa các đồng chí cựu chiến binh C1 đoàn 281. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát, đau thương vẫn còn đó.
những đồng chí đồng đội năm xưa nay lại kề vai sát cánh, động viên giúp đỡ lẫn nhau thành lập nên hội cựu chiến binh C1 đoàn 281. Đến nay đã được 25 năm. Lấy ngày nhập ngũ ngày 10 tháng 7 hàng năm họp mặt lại chuyển qua nhiều địa điểm ở các xã ở Kiến Thụy, Hải Phòng và một nhóm ở thành phố Hồ Chí Minh. Hồi đầu có đến hơn 60 đồng chí tham gia, nhưng đến nay cả hai nơi chỉ còn hơn 30 người. Gần 3 đồng chí đã ra đi ở đời thường. Chúng ta đã tổ chức được 4 lần vào những năm trắng, là năm 40 năm ngày thành nhập ngũ tại nhà đồng chí Túc, 45 năm ngày đi bê tại nhà đồng chí Năm, 50 năm tổ chức tại Du Lễ, và hôm nay chúng ta tổ chức 55 năm tại đây. Kính thưa các đồng chí, cựu chiến binh về đây tay chúng ta tay bắt mặt mừng, hỏi thăm sức khỏe, công việc gia đình, ôn lại những năm tháng ở chiến trường, ai còn ai mất. Thật đáng trân trọng, đáng tự hào. Sau 30 năm đổi mới, lịch sử đã sang trang, cả nước xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh. Rất cần đến sự cống hiến, góp công góp hiến đất, vận động con cháu chấp hành mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nhà nước, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, xây dựng quê hương đất nước như lời Bác Hồ dạy, sánh vai cùng với cường quốc Nam Châu, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, công bằng, văn minh. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị mạnh khỏe và xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng giới thiệu đồng chí là Thiệu, nên coi như là ta ôn lại một tí và đồng thời cũng có những ý kiến phát biểu với anh em. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Ba Thiệu. Xin thưa các chí lãnh đạo địa phương, xin thưa các anh em những chiến hữu một thời gắn bó hơn một nửa thế kỷ rồi. Thế hôm nay kỷ niệm 55 năm thì tôi nghĩ là mấy anh em mình tập trung kỷ niệm với nhau để ôn lại quá khứ. Thế cái ngày mà nó chiến đấu thì cái có lẽ kỷ niệm tôi thấy là nó nhiều kỷ niệm sâu sắc. Khi mà đi qua Thanh Hóa thành quân bộ thì đang vào cái mùa cấy lúa dân cấy, đây là nhiều câu hò rất là hay. Sông sâu cá lặng biệt tâm, phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ, thế người ta chờ. Hay là ra đi chưa vững đời thề, chưa giết nhân tặc chưa về quê hương, những cái câu hò. Thế nhưng mà có những cái cô ấy hò lấy ai cũng một đời chồng, lấy anh bộ đội nằm không suốt đời. Cô hò thế là đập nhau đánh nhau một chút. Cô rất nhớ mà người đấy là cái đại đội thì chúng ta là không ai biết hò cả, trừ các đồng chí Soạn. Ông Soạn là chính trị viên đại đội đấy, người Thanh Hóa, ông ấy thỉnh thoảng ông ấy đứng lại ông ấy hò lại, đáp lại hết đâu. Thế còn bọn anh em tôi thì toàn vẫy mũ vẫy tay và chào mọi người ở lại, cứ đi. Thế là cái đoạn ở ngoài Bắc. Thế cái đoạn ở trong Nam là tôi nhớ là anh em mình hồi đấy còn ngớ chẳng biết gì. Cho nên là vào trong đấy thì chúng ta thấy rằng là có một cái truyền đơn của địch chứ nó giải đấy, mà nó bắt được một người lính của Việt Cộng, nó lấy được cái truyền đơn đó xong nó in lên trên tờ truyền đơn: từ ngày ấy con lên đường xa mẹ, theo anh em sang Lào dẫn bước vào chung, non xanh núi biếc chập trùng, sớm nắng biển chiều mưa rừng gian khổ, tuổi thanh xuân cuộc đời như hoa nở, vì hòa bình đâu có sợ gian nguy, 6 tháng trời đêm như ngày đi, giày kẹp gót áo sờn vai thấm lạnh. Thế tôi nói cái cảnh Trường Sơn nó in là cái truyền đơn, cho nên là không bao giờ quên đâu chứ, một nửa thế kỷ rồi, hơn một nửa thế kỷ rồi không quên được. Đấy là những cái kỷ niệm sâu sắc của những cái cuộc hành quân 6 tháng trời đêm kỷ ngày đi, giày giặt gót áo trần vai thấm lạnh. Cho nên là
tôi nói với các ông chí là những cái gì mà tôi nhớ là tôi không được quên. Thế còn tất cả các anh chị em ở đây, anh em ở đây thì mọi người ra quân dần dần ra quân sớm. Tôi là người rời quân ngũ sau cùng của đoàn 281, 42 năm ở quân đội tôi mới trở về. Cho nên cái quãng đời với cái lý lịch của tôi vì nó dễ lắm. Cái thời trẻ con đi học mười mấy năm, mấy năm và một thời quân ngũ và mấy cái đoạn về hưu thế thôi. Thế nhưng hôm nay về thì ôn lại thì tôi thấy có một phần như thế. Thế còn đối với anh em mình, tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đã về với đời thường, công việc mọi thứ là phải đặt sau lưng, rồi dần dần như là tất cả thể thao bóng bàn cầu lông các thứ dần dần cũng bỏ lại sau lưng, anh em chúng ta còn lại cái gì? Còn gia đình, còn tình bạn đồng đội, anh em bạn bè và những người xung quanh, hay nói cái khác là tình người là còn mãi. Cho nên là khi chúng ta chết, cái tình cảm con người vẫn còn, chứ còn mọi thứ cũng bình thường thôi. Cho nên thế là tôi về, tôi về hưu được 14 năm nay, tôi cũng ngẫm rằng cái được và cái mất lớn nhất của đời người ấy, không phải người ấy làm gì, địa vị cao hay thấp, tiền bạc nhiều hay ít, mà chính là ở cái độ đầy vơi trong đủ của tình người. Cái đó mà là cái được và cái mất lớn nhất của đời người là ở chỗ đó. Cho nên là tôi thấy cũng là anh em tôi mấy năm thì không có các đồng chí lãnh đạo đi dự, tôi tập trung ăn cơm nhau vui thôi, nhớ lại ôn lại những cái ngày ở với nhau không quên. Cho nên là chúng tôi sống với nhau tình nghĩa. Đây là cái ban liên lạc tôi là thành lập là 25 năm nay. Tôi thấy là mỗi năm là cứ vơi được một tí, xong rồi vơi đi một tí, đây dần dần là chắc là càng ngày là càng vơi đi thôi, chứ không có cái lực lượng nào bổ sung vào nữa, bởi vì cái đại đội một của chúng ta nó chỉ có thế thôi. Cho nên là hôm nay là gặp các anh em thì có một cái điều là tôi cũng chỉ muốn nói một vài cái đời và cái tình nghĩa gắn bó con người. Cho nên là cũng chưa, thời gian nó có hạn, nói 55 năm dài lắm, nhiều lắm, nhưng mà có lẽ xin chắc là tôi dừng lại ở đây. Kính chúc các bác, các anh em đồng đội, các đại biểu sức khỏe, gia đình hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin cảm ơn mọi người. Tôi xin trân trọng giới thiệu anh Phạm Văn Nghiên lên con mấy đài tâm huyết. Anh kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa các đồng chí đồng đội, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày đoàn 281, tức là tiểu đoàn 345 đi về Phật Trường Sơn và Nam Mỹ Mỹ, thì điều hôm nay chúng ta ôn lại kỷ niệm đó, thì chúng ta mỗi chúng ta tôi nghĩ rằng là cũng như đồng chí Thiệu vừa nói, chúng ta bây giờ nghĩ lại cái chuyện mà 50 năm nó là một đường dài trong cả nửa cuộc đời người rồi, mà hôm nay gặp lại hôm nay, riêng bản thân tôi nghĩ rằng là gặp lại hôm nay, nhìn lại các đồng chí trong chúng ta tuổi đã cao, toàn các đồng chí là ngoài 70, hơn 70 cả rồi, cho nên là gặp lại hôm nay là tôi thấy là một có vẻ là một tình thương, một tình cảm rất là quý trọng đối với anh em chúng ta. Thế thì còn về trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ thì nhìn lại cũng như anh Thiệu nói đấy, là chúng ta thời kỳ còn thanh niên, những các đồng chí ở thôn quê cũng như các đồng chí ở nội thành hợp nhau thành một đại đội, mà sau đó là chúng ta lên vào trong Yên Tử huấn luyện hơn 4 tháng rưỡi là tiếp tục vào đi về miền Nam, thì cũng như anh các đồng chí về Trường Sơn là khoảng độ 5 tháng rưỡi thì vào chiến trường miền Nam, tức là lúc ấy vào thì vào cái K9 là về Trường Sơn vào K9, thì trên chặng đường thì chúng ta trên thế này, tôi nghĩ rằng là những kỷ niệm không thể nào quên được. Cái hồi tập mà về hành quân về, mỗi một đại đội và trung đội phải mang một cái bắp cày cho nông thôn ấy, tức là về cái băng về chỗ Kỳ Sơn của Thủ Nguyên, mà mỗi trung đội phải mang một cái hai cái bắp cày để mang về kỷ niệm các xã ở đó, sau đó chúng ta mới về Vĩnh Bảo để ăn dưỡng. Thế sau ăn dưỡng hơn một tháng trời thì chúng ta đi vượt Hạ Sao và đi vào miền Nam, thì trên chặng đường chúng ta đi là rất khổ, toàn đi ban đêm, không đi miền Bắc còn đi một tháng trời đi ban đêm mà rất là khổ. Mà lúc đấy ở tôi thì thực tế là đồng chí Chiến là tiểu trưởng, tôi tiểu đội phó, mà tiểu đội phó các đồng chí bây giờ ấy
cũng tội là theo đeo nồi điêu, không một chi nào cũng đeo đâu, thời thanh niên cũng không muốn đeo đâu, sợ xấu hổ như người phụ nữ đi đường ở kia đấy cũng đeo. Thế nên là tôi là từ phó làm tôi vất vả lắm, thế nên là thực tế thế thì nói với cái đó. Thế còn vượt Trường Sơn vào Nam thì thực tế ra vượt Trường Sơn thì bây giờ các đồng chí kể này là rất vất vả. Khi vượt Trường Sơn vào ấy, ở cái chỗ từ Nàng Ho mà lên hai ngày trời mới lên tới đỉnh núi thôi, mà lên một ngày giữa đường ấy là trời rét mưa, cây cối không có gì mà rét mà cây cối bắc võng ấy. Nấu cơm ấy, thì giáo viên nói là cứ vạt cái cây ấy, không một cái cây gỗ đỏ đấy là vạt để nấu cơm vẫn được. Thế hai ngày mới lên tới đỉnh, rồi là hai ngày xuống thì là sang năm nào. Thế thì từ nay cái đoạn đó là khó khăn. Thế là đoạn thứ hai là về tức là cái khó khăn nhất là vượt đường chín năm nào mình vượt qua là đang đặt bom đạn đang cháy nổ, đang cháy nổ mà vượt cứ vượt qua đấy là mình thoát được cái đường đấy, đấy là núi lửa của địch. Thì nói trong thế thì khi vào miền Nam thì K9 thì cũng rồi chúng ta biết rồi, và trong đó là chúng ta dựng cái lúc bây giờ là Mậu Thân năm đợt hai thì chúng ta được vào thì là vào đoàn 50 cũng như đồng chí ban liên lạc báo cáo qua thì chúng ta đã thực hiện những công việc của chúng ta rất vất vả, và nhiều đồng chí cũng đã đồng chí hy sinh sau năm đó. Hiện cũng cho nó khoảng 7 đồng chí hy sinh, rồi sau đó chúng ta một số đồng chí là đi một nơi, một số thì về kho, một số về xưởng, một số thì đi lấy nhau. Thế thì đấy thì cũng rất qua như thế. Ở cái chiến trường miền Đông Nam Bộ thì B 52 nó dội rất đặc biệt. Đây tôi như đồng chí Vĩnh như này cùng đồng đội này là cũng phải ít ra phải 4 lần là thoát chết B 52, mà 3 lần xóa sổ đại đội, 3 lần xóa sổ đại đội, tất cả là mới chi viên trưởng và nói chung các đồng chí ở trong cái kho đấy, thủ kho này, thống kê y tá đều là hy sinh hết. Thế đồng chí đã nói về cái ác liệt như thế. Thế miền Đông Nam Bộ là đợt thứ hai đánh nhau cái đợt mà sau cái đợt Mậu Thân đợt hai đợt ba thì đến năm 70 là trận Cán Móc Câu là vất vả nhất cái trận Cán Móc Câu đó. Và đến cái nữa là trong cái chiến tranh thế mà mình sơ được lại cái cuộc chiến tranh Mỹ thì có mấy cuộc đợt như này. Đợt đầu là Giáng Sơn GT năm 66, đợt hai là Mậu Thân, đợt thứ ba là năm 70 là trận Cán Móc Câu, đợt thứ ba là năm 72 là chiến dịch Quyết Huệ đấy, cái đợt thứ tư là năm 75 là kết thúc chiến tranh. Thì quá trình như thế thì tôi ôn lại như thế. Thế còn này khi K9 nhá, sau khi chúng ta chia tay nhau thì vừa đi thì đội đúng biệt kích đấy, cái tiểu đội trong tiểu đoàn chúng ta vừa đi qua bề qua đấy là đêm chiều nó là biệt kích đấy, thế là cái đại đội sau tiểu đoàn sau là bị thương nhiều. Thế thì cái tên ngược qua là như thế. Thế còn cái về thứ nhất là nói về cái cuộc chiến đấu của anh em ta ôn lại thì riêng cá nhân tôi thì ôn lại như thế thôi. Thế còn lại thực tế bây giờ nhìn lại thế này cũng như là các đồng chí tôi thì được cái anh dự thế này cũng là cũng sau anh Diệu là tôi cũng 38 năm cũng ở quân đội, nhưng mà tôi đằng sau là lúc bây giờ là ở về quân khu 7, thì về quân khu 7 thì tôi lại được về cục kỹ thuật quân khu 7, cho nên nó trợ lý cho cục thì tôi cũng nhà hơn. Thế cho nên những người những sau này ở trong miền Nam thì cục kỹ thuật thì nó đỡ hơn, nó hòa bình rồi nó đỡ hơn, không phải cũng sang Campuchia như Mỹ thôi. Thế cho nên là vì mình ở trên trường lúc bây giờ nếu mà cần 9 năm rồi, thế cho nên như bọn tôi thì không phải điều xong cũng không chưa đợt cao nữa. Thế nên là ở lại đó là toàn cơ quan của tôi. Thế là ở lại nên là năm 2001 thì tôi phải hưu, thế là trên 38 năm. Thế thì hôm nay về đây thực tế là cũng để lại là vượt Trường Sơn vào Nam lấy Mỹ. Thì tôi có một nghĩ thế này, cũng như đồng chí Tiểu nói là cái tình cảm con người là rất quý. Khi thanh niên chúng ta đi ấy, thì cái nửa tuổi thanh niên của chúng ta đi là yêu đương nhau rồi chia sẻ nhau. Tôi có nói một cái ví dụ như đồng chí Đông thôi, thấy các anh em đấy hiểu này, tôi lúc ấy tôi được phó đồng chí Đông mới cái vợ thôi, thế nhưng bây giờ lên cái bảo làm sao mà vợ chồng ăn ở được, nhưng mà lúc ấy chúng tôi giường một chỗ để cho vợ chồng đồng ấy đấy. Cái tình cảm rất là quý mến như thế đấy, cái tình cảm yêu đương nhau thương nhau rồi xa nhau, cái tình cảm rất là quý. Cho nên là đấy là một cái tha cái tuổi thanh xuân thì là nói là như thế đấy. Thế còn lại cái tuổi bây giờ thì cũng như các đồng chí thôi, bây giờ là lớn tuổi rồi thì riêng cá nhân tôi gặp mặt hôm nay là 55 năm. Thực tế ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì có tôi với đồng chí Dũng ra thôi, còn gọi là có đồng chí Kênh với đồng chí Hoàng Gia nữa. Thì hôm nay thì gặp mặt thế này thì là tôi thấy bản thân tôi là cái là tình thương và tình cảm rất là quý mến, và không có cái gì nhiều lớn hơn. Thì xin trước khi ngừng lời thì chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại diện các cơ quan và các đồng chí đồng đội và các chị em có một sức khỏe dồi dào và gia đình hạnh phúc, bình an, và xây dựng gia đình và con cháu
được phát hạn. Xin hết. Hôm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm thì cũng là đây là ý tưởng của cả đơn vị chúng ta. Sau khi 50 năm rồi thì đến 50 năm năm, nhưng mà với lòng nhiệt tình của anh Yên thì đây là anh chuẩn bị cái logo. Anh Yên thì anh cũng tâm đắc là thôi cũng có cái này rồi, có cái quà, đây là món quà mà anh ấy tự mua, anh chuyển về đây. Và cái này anh đã chuyển về cho tôi khoảng độ gần năm nay rồi. Thì đấy là cái cũng là cái ý tưởng đấy. Cũng xin giới thiệu anh Nhị lên thăm nào. Xin giới thiệu anh Nhị. Vâng, xin cảm ơn các bác các đồng chí trong ban biên đảng C1 nguyên là C1. Chứ còn cái phiên hiệu đấy thật cái tôi cũng không nhớ, không biết có cùng phiên hiệu không, mình cũng nhớ đó. Bởi vì thế này, trước hết thì hôm nay rất là vinh dự và xúc động, bởi vì cái việc mà các bác phát động trước tôi thì nó đều gọi lại một cái thời đáng nhớ, phải không thể nào quên. Đó là những năm tháng chúng ta hành quân cả B chiến đấu, và có bác thì sau đó bị thương, có bác không về với chúng ta được nữa. Cái đó là cái kỷ niệm không thể nào quên. Mà như đồng chí Thiệu bác Yên vừa phát biểu rồi, tình người mà chúng ta là tình đồng đội nó còn cao thượng hơn. Tôi chỉ nói thế này trước hết, tôi xin cảm ơn và có lời chúc sức khỏe các bác, các đồng chí dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công. Thì phát biểu một vài ý thế này. Và tôi xin nhắc lại là tôi là Dương Đức Nhị, quê quán thì đúng quê là ở Nhân Trai Đại Hà này, cùng quê với lại chỗ các bác ở đây ở xã. Thế nhưng mà do đời các cụ của tôi thì này sang lập ấp ở mái đồn rồi, mà cũng thú thật là tại sao lại sang lập ấp ở Uran, là vì cụ lúc đấy làm lý trưởng. Thế rồi thì là mới vào gia đình cũng có một số có quan hệ ở kia với các cụ Bùi Đình Trị ở Nhân Trai, Nghị Minh ở Nhân Trai thì cũng có thế lực lúc đó. Thế là với cụ tôi ở kia là từ cụ tôi sang cái thôn đồng rồi là tất, chính vì thế tôi nên mang cái địa danh bây giờ là đồng rồi Uran, cái đúng là quê Nhân Trai ở Đại Hà. Và thế là kể với các bác một chút thì mang tính kể lẻ một tí. Vâng, là tôi năm nhập ngũ với anh em mình ấy, là năm 67, năm đó tôi 19 tuổi rồi, thì tôi sinh năm 1948. Lý do tại sao thì chậm với các bác, các đồng chí ở đây 1-2 năm đúng không? Nhiều bác là đi từ 17 tuổi cơ, đúng không? Thế rồi đúng tuổi đa số là phải 18, nhưng tôi năm đấy là 19 tuổi rồi, vậy tôi thi hết lớp 10. Ở đây xin nhắc lại cái cho ông Nguyễn Thiệu là em ông Nguyễn Bá Thức đúng không ạ? Vì ông Thức là học với tôi, anh trai ông Thiệu học với tôi, có cái bến đò Tân Phong mà sang bên kia là lớp học của chúng ta nhờ nhà dân học đó. Thì có cái bến đò là hàng ngày năm đấy ông Thiệu học xong 1 năm 2 năm nữa rồi đấy. Tôi năm đó là học công chức đấy, năm 10 đấy. Và sau đó là không kịp lấy bằng, thi tốt nghiệp xong bắt đầu là nhập ngũ. Lý do tại sao vì này, lúc đó vào đại học dễ vì lúc đấy rất cần cái lực lượng lớp 10 tốt nghiệp cái vào đại học, gần như nếu lý lịch đầu kia mà không có vấn đề gì hết, ngon lành là vào đại học hết. Nhưng tôi thì không được vào cái may mắn đấy, nói thế thì cũng hơi sai, tại nhiều bộ lỗi là may mắn chứ đúng không ạ. Thế thì là tôi phải đi đường nhập ngũ cùng với các bác các đồng chí năm đấy, bởi vì là có hai ông chú đó lại còn sở nhầm thầy Tây nữa này. Ông thì này là lý trưởng. Thế thì là tâm cảnh ra có cái cũng là thôi cũng rất là lúc đấy hăng hái tuổi thanh niên xuân. Mà tôi cũng xin khoe một tí là năm lớp 9 tôi được khám thi công, năm lớp 10 cũng lại khám thi công vì sức khỏe rất tốt, nhưng mà giang hư, có cái giang hư sẽ lấy phòng răng là bị loại. Và khi cùng hai anh về ra tập kết, ra đình tập kết ngoài này là anh ấy trúng là thi công, và sau này cũng không có liên lạc lại. Thế cũng thưa với các bác các đồng chí là các bác các đồng chí là nhắc lại rồi cái quá khứ chúng ta hành quân từ Vĩnh Bảo nhỉ, Hiệp Hòa, Oai Nỗ, Hiệp Hòa, Vĩnh Bảo khoảng 5 tháng 20 ngày đó, 5 hay 4 ngày đó thì chúng ta vào đến Cà Chín. Thế là lúc đó đấy thì các bác đa số ở đây là
tại đường 1 thì các bác ra về cái đoàn mà tận đại là 50 cái tôi thì lúc đó là đi tiếp đến là gọi Cà Tum ở biên giới Campuchia và lúc đó là được về đoàn 6 Biên Hòa đoàn 6 7 năm mà sau này có biệt danh là Biên Hòa đó thì tôi được bổ sung vào đó năm đó luôn. Đấy, và về sau cũng là vì cái mình học hết người rồi thế là cũng được cho vào cái trận địa làm cái gọi là trinh sát trận địa. Thế là những năm như thế tôi ở đến là trong chiến trường đến năm 72 tôi xuống đồng bằng Bình Dương, năm 72 xuống đồng bằng Bình Dương bị thương xong là các anh về lãnh đạo tiểu đoàn ấy là không đồng chí thì bị thương rồi nhưng mà tôi đồng chí ở lại giúp đơn vị về cái phần tử nó kia, anh em nó đi đo lạc ở kia về đồng chí kiểm tra lại một chút đấy thì tôi cũng làm được đến 74 là bắt đầu năm đầu năm 74 thì tôi nhận ra đến Vĩnh Bảo này ăn dưỡng một năm và tôi cũng đi thi đại học và cũng lại đen không được vào đại học, không phải là không đó nhưng mà cái đoàn ăn dưỡng bảo là đồng chí vô kỷ luật, bởi vì sáng là mà đi từ Kiến Thụy này mà sang Vĩnh Bảo chào cờ thì mình thường mình đi muộn, thế là còn ông vô tổ chức ông không mấy chào cờ thế là cũng lại không chuyển hồ sơ luôn, thì mình cứ tưởng là mình chuẩn nhưng không phải, không có hồ sơ các bố để chuyển hồ sơ cho mình, thế là tôi cũng cài lẻ một tí. Thế thì có thể nói rằng là ngồi đây thì các bác các đồng chí hầu hết là quê hương là Kiến Thụy mình, thì cứ lúc đấy tôi nhớ là cứ vài ba xã một hai đội và đại đội tôi là đấy có mấy bác mấy đồng chí hỏi là đại đội trưởng nó kia là chuẩn lúc đấy là chuẩn úy nhưng mà này là đại đội trưởng dân quân đi mấy ông là thiếu úy rồi kia nhưng mà này là trung đội thôi trung đội trưởng trung đội phó là kia đấy thì ở lúc yên tử là cái ông Lê ông người miền Nam Lê Hồng là đại đội trưởng nhưng mà đi về thì này là ông Rạch dân quân đi cùng với lại ông Tráng lại đội hai ông Che là một chỉ yếu một số như thế thôi cái mặt trong kia là như thế. Thế thì hôm nay rất vinh dự được các bác mà cái đó là chúng tôi này nói này đơn vị các bác đây thì tổ chức được cái ngày là ngày nhập ngũ 10/7 rồi và cái ngày hôm nay là ngày chúng ta xuất quân đi về nhưng mà đơn vị chúng tôi thì cái đại ba này đa số này là một là 10/7 mà hai thì này là vào cái dịp 30/4 ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì cũng khoe với các bác này để tổ chức nói chung cũng rất là vui đấy, anh em có khi là đến cái ngày đó là hầu hết là nhớ có nhắc lại thực ra là nhớ đấy, còn hôm nay thì phải nói với chỗ đồng chí Vũ và các bác các anh ở trong ban liên lạc ấy thì có nhã ý là gọi tôi thì rất là cảm ơn rất là quý thì tôi mới biết năm nay thôi chứ mọi năm cũng biết thì gần mà tôi về đấy cũng đang lên 3 cây số thôi. Đấy, thì cũng xin cảm ơn các bác các đồng chí. Thế còn một kẻ một tí nữa là dọc đường dây mà từ đây vào thì tôi cũng là cây văn nghệ và cùng lấy còn số bác là dán này là ông Trần Trọng Khái anh Trần Trọng Khái ở chỗ Quế Lâm này và anh cũng là hơn tôi 3-4 tuổi anh hát cũng hay lúc đấy sôi nổi lắm tôi hát thì không hay nhưng mà thích hát đấy thế lúc đó là cũng sôi nổi cũng phút từ đường dây nhạc như thế trên vai mà ba lô ba lúc thì cân trúng nặng như thế nhưng mà cứ hát có thể không biết mỏi luôn lúc đó cái tuổi thanh xuân nó hăng hái quá và cả nước lên đường thì chúng mình nhảy vinh dự là được trực tiếp đi vào chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Thì cái đó là cái mà một lần nữa thì cũng xin cảm ơn các bác các đồng chí. Thế tôi nói là hát thì tôi giải tiếng là như thế nhưng cũng xin hát bài ạ, đúng không ạ? Vâng. Được bao nhiêu quý bao nhiêu đúng không? Tôi xin hát cái bài ngọn đèn đưa gác đây. Vâng, ngọn đèn đưa gác đây. Trên đường ta đi đánh giặc dù vào Nam hay ta lên Bắc ở đâu cũng gặp như ngọn đèn dầu trong vắt đêm thâu những ngọn đèn không đêm nào nhắm bắt như những tâm hồn không bao giờ tắt như miền Nam 20 năm không đêm nào ngủ được như cả nước với miền Nam đêm nào cũng thôi
giặc trường thì đèn ta thắp niềm vui theo dõi, đèn ta thắp những lời kêu gọi đi ta đi nhanh, chiến trường đang rụng đầy núi đầy sông, đèn ta vẫn mặc trên đường xa đi đánh giặc, dù vào nắng hay ta lên bắt trong gió trong mưa, ngọn đèn đứng gác cho thắng lợi lối theo nhau đi hành quân đi lên phía trước. Tay vàng những đôi tai ngơ ngác dừng lưng đèo mà nghe suối hát ngân đón hoa rừng cài đến mũ ta đi Trường Sơn ơi Trường Sơn ơi, đèo vũ cao vượt qua mây gió nằm đã ta đi bằng cả 6.000 quân đi qua đi những cái làng phù đồng thì vui hơn đường đã trần mai các bác vỗ tay tất cả vỗ tay nó vui ạ. Ôi có những gì sao thương ta đêm nay nhớ mắt đẹp sáng như niềm tin ta như ma năm cần ta thương em cửa biển 14 năm rồi giấc ngủ chưa tròn miền Nam đang gọi chúng ta đi Trường Sơn ơi Trường Sơn ơi đêm nay ra đi Trường Sơn lòng gió dân sao khi tin ta ngừng lửa đi ta đi đúng cánh đài vàng hoa trứng mưa tu giải phóng miền giải phóng chiều ngày 11 tháng 12 năm 1967 chúng tôi nhận nhiệm vụ lên đường đi chiến đấu ở đây các đồng chí đều biết hết toàn quân ăn mặc đồng phục trang bị đồng đều trông rất khỏe mỏi đúng 16 giờ xuất phát 16:11 xuất phát đây toàn quân dương cao lá cờ giải phóng bước đi trên con đê sông Hóa bước đê ngoằn ngoèo đoàn người lượn theo con đê trông có đẹp làm sao đúng là một dòng lũ chảy mạnh từ bắc vào nam dòng lũ và dòng suối lửa hơi xến một tí đấy trái tim chúng tôi nóng bỏng căm thù đi chúng tôi mang theo lòng tự hào của dân tộc niềm tự hào của quê hương vì chúng tôi ra đi đều mang theo truyền thống tung những chiếc thằng quả vật tôi bị lôi cuốn vào dòng người đó tình cảm của tôi và tất cả không khí vui tươi của ngày hôm nay niềm nhớ nhà, nỗi nhớ quê hương của tôi bất chợt biến đi rồi lại bất chợt xuất hiện. 18:30, cũng ngày nói 18:30, chúng tôi đến bến đỏ Ninh Giang và chuẩn bị qua sông. Thế từ đọc cái này đấy, nên chúng ta đều có thể thấy mình bên ngoài. Nhớ rồi, chuẩn rồi. Nó còn dài lắm. Ngày 12 tháng 12 năm 1967, rời Vĩnh Bảo sang Hải Dương. Đấy, chúng ta đều như thế cả. Nghỉ chân lúc 24 giờ. Ở Hiệp Hòa, Kiến Quốc, Ninh Giang.
Sau đó chúng ta rời Hải Phòng, rời Hải Dương đến Hưng Yên, thì ở xã Tống Chân, Phù Cừ, ở đây nhiều mía rất rẻ. Rời Phù Cừ sang xã Bảo Châu, Tiên Lữ, ở đây nhiều các mít. Người ta khá chỉ biết Bảo Châu, Bảo Châu. Ngày 16 tháng 12, tôi rời Hưng Yên, đi xuôi về Nam, đi theo Phật Vạn đến Ngô Khê, Bình Lục, Nam Hà. Rời Bình Lục, xuống về Hương, về Tây Nam, vượt đường số 1, nghỉ chân lúc 23 giờ. Đoạn đường khoảng 20 cây số, đó là xã Thạnh Hà, Thanh Niệm, Nam Hà. Rời Nam Hà đi một khoảng 22 cây số, đến xã Gia Trung, Gia Viễn, Bình Bình. Đây là trạm Bộ Tư lệnh Trung ương nghỉ lại một ngày. Rồi còn các ngày nữa. Đây. Ngày 20 tháng 12 tháng 67 thì qua 9 ngày hành quân, chúng tôi đã đi được 200 cây số. Rồi, ngày 31 tháng 12 tháng 67 hành quân sang Nghệ An ngủ rừng. Đến đây chúng tôi đã đi được khoảng 400 cây số. Đó, tức là mình đi từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 13 tháng 12 là chúng ta đã đi khoảng 400 cây số. Tiếp theo thì ở đây thì một đoạn là bắt đầu chúng ta vượt cái dốc Nam Thang để qua đất Lào đấy. Là chúng ta trong đi trong ngày 19, ngày 20, ngày 21, ngày 22, ngày 23, ngày 23. Cái thời gian đó là thời điểm chúng ta bắt đầu vượt chúng ngày 24 tháng 1 năm 1968 đến mình đến nước Lào đây. Ngày 11 tháng 2 tháng 68 chúng ta nghỉ lại một ngày. Đây là ngày thứ 63 hành quân liên tục. Nó còn dài lắm, thành ra tôi chỉ tóm tắt ngắn gọn thôi. Tổng kết của hành quân này. Đấy. Sau trên 4 tháng hành quân ra khổ, chúng tôi đi được 2.500 cây số. Tất nhiên những cái thông tin này là mình chỉ hỏi do các trên mình biết thôi, chứ mình không đo được phải không? Đấy, trên sau trên 4 tháng hành quân, chúng tôi đi được khoảng 2.500 cây số. Đường dài và nhiều địa hình phức tạp vô cùng, dốc cao vực sâu, đường trơn như đổ mỡ, đá tay mèo sắc cạnh núi vắt của Trường Sơn và khí hậu khô khan khắc nghiệt của đất Lào. Nói về nước ăn tấm đặc thì thiếu vô cùng. Nước ăn có khi là những uống nước đen ngòm hoặc đỏ vì lá cây thối. Rửa tay xong ngửi tay còn thấy khăm khẳm. Sâu bọ hơi tung tăng có khi là những uống nước vàng khe, tay mùi đen lên váng như mẹ cua. Có uống phải đi thở tối mà múc ra nước như thế đấy vậy mà vẫn hiếm cơ chứ. Muốn lấy phải đi hàng tiếng đồng hồ mới lấy được nước. Phải trầu trực suốt buổi múc nước, múc được cao nước phải chờ một lúc mới lại múc nước. Như thế thực phẩm cũng thiếu vô cùng. Suốt Trường Sơn và đất Lào chỉ ăn toàn ruốc với mì chính, bỏ nấu canh chan ăn để đánh lừa cảm giác. Thứ ruốc mà khi ngửi như mùi thối tai, có đúng không? Thực phẩm thì càng ít, nhất là được vài cái lá rừng, rau tàu bay mà ăn thì quý vô cùng. Sang đến Campuchia thực phẩm thì có tương đối hơn, được một chút bữa ăn thì voi đã đời, gạo thì cũng cung cấp đủ 8 lạng, có ngày ăn 7 lạng rưỡi, bình thường thì đủ, nhưng hành quân thì có 3-4 lần cũng hết. Nên đi đường rất đói. Năm trước ăn trưa để ăn luôn cả một bên cạnh những khó khăn về vật chất, có nhiều khó khăn khác cũng cản trở rất nhiều đến bước đi của chúng tôi. Như tình hình mặt đất ở Lào
thì chặng nào cũng biệt, cũng có báo biệt kích nhiều, cẩn thận, rất căng dọc đường. Con mèo cơn bệnh ở phòng bệnh sốt rét đã lác đác xuất hiện. Bên cạnh bệnh tê phù, ban ngày thì bình thường, ngủ sáng dậy chân tay tê cứng không cử động được. Chính vì những khó khăn trên nên phần nào sức khỏe của chúng tôi thì bị giảm sút rất nhiều, nhưng tinh thần vẫn luôn được củng cố, nâng cao và với tinh thần khắc phục khó khăn của mọi người. Nên đoàn đã đến nơi với quân số đông nhất. Đoàn đến nơi quân số đông nhất thì cái bí nó hỏi đồng chí Chít là bao nhiêu, đồng chí Chít biết. À, khi đi chúng ta đoàn bao nhiêu, khi đến nơi là bao nhiêu, đồng chí Chít biết. Đồng chí Chít biết. Nói về sức khỏe của tôi trong thời gian tôi quay một cuộc của bản thân tôi cũng nói là và đây là cái là tốn tắt cái một số cái mức đường đi của mình trên đó để anh em chúng ta nhớ lại những thời gian. Xin cảm ơn tư liệu của đồng chí Dũng. Đây là cái tư liệu mà có lẽ là anh ấy đăng lên cái cổng thông tin trong cái Zalo của Hồ Chí Minh. Nếu ai nào có điện thoại là ta xem được hết. Tôi đã đọc rồi thì xin cảm ơn, và tôi xin đọc bài thơ của anh Nguyên làm 50 năm ở cái 5 năm kỷ niệm 50 năm ngày đoàn 281 vượt Trường Sơn vào Nam đánh Mỹ. Thầy gian thư gửi đồng đội bài thân, gửi đồng đội bài thơ. Thời gian còn lại, đồng chí tôi ơi, đồng đội tôi ơi, 50 năm năm qua rồi, thời gian trôi nhanh quá. Ta mừng ngày mừng gặp lại nhau mà như quen như lạ. Quá khứ cứ dội về, dù chiến tranh dù đã lùi xa, ta bắt tay nhau, ta ôm chồm lấy những đồng đội, nước mắt ứa dần trong khóe mắt thầm rơi. Qua phút giây bồi hồi, qua những lời thăm hỏi, điểm lại thời gian ta còn nặng nà bao. Nhớ năm xưa, thời trai trẻ ta tự hào được lên đường vào Nam đánh Mỹ. Đường Trường Sơn ta qua, Trường Sơn ơi hùng vĩ, rừng núi bạt ngàn che chở những đoàn quân, những đỉnh núi cao mây phủ trắng ngần, những thác lũ ầm ầm chảy đi hối hả. Đường rừng ta đi về, đổ về các nhà, có con đường có tên và không tên, có con đường không thể nào quên, nơi cửa tử dành cho ta một nửa, nơi đạn bom bao gồm chát chúa, nơi tọa độ đồng đội ta vượt Trường Sơn, vượt đường chín năm nào. Đồng chí tôi ơi, đồng đội tôi ơi, 55 năm qua rồi, những kỷ niệm vẫn rội về sâu lắng. Điểm lại qua còn mấy người xa vắng, ở lại chiến trường bình yên mãi không về, mà mãi không về, để lại nỗi đau thương gia đình và đồng đội, là cuộc chia ly không nói nên lời. 55 năm qua rồi, đồng đội tôi ơi, đồng chí tôi ơi, ta tự hào, còn ước mơ gì cho mình, cho ta, hãy ta chờ, thời gian còn lại. Đây là xin hết. Thế các đồng chí đồng đội ta còn ý kiến gì tham khảo nữa không nhỉ? Bây giờ phần tiếp theo, tôi thì không có gì nhiều. Tôi xin làm tặng bài thơ cho các đồng chí một bài thơ. Tôi làm hai bài thơ. Và bài thơ là đôi gác cao su. Thế là anh em mình đi gác cao su và đánh nhau ở miền Nam. Thì cái đôi gác cao su này là nó có một cái kỷ niệm rất là anh em nhà mình. Thì tôi xin phép đọc, không biết ngâm nhưng biết đọc thôi. Được. Đôi dép cao su, đôi dép cao su mang tên Bình Chỉ Thiên. Anh đã đi theo chiều dài đất nước, qua những tháng năm, qua những tên miền tha thiết, với vầng trăng, xóm nhỏ con sông, đến những uy nghi như bức thành đồng, một dãy Trường Sơn hùng vĩ, chẳng thác gầy nào. Khi dân tộc ta mang lòng chung chi nghĩ, đánh đuổi giặc ngoại xâm,
giành độc lập tự do, đôi dép cao su anh là người thân nhất. Khi trai tay em giữa buổi trăng tròn, đôi dép đã theo anh đi những bước hành quân, những năm tháng ở chiến trường ác liệt, không có nó anh không thể nào đi được, đi trên đất ư, ôi không thể nào được, anh phải mang nâng lưu ở bên mình. Có lúc nào em có nhớ không, đừng trách đôi dép ấy, đôi dép người thân như đồng đội, người thân cho anh đi, đồng đội, người thân cho anh nội, đồng đội cho anh đi. Cả cuộc chiến tranh kháng chiến trường kỳ, đôi dép ấy, đôi dép cao su mang thân thật là hùng vĩ, những là như những lời thơ tạc vào thế kỷ Việt Nam đất nước con người. Cái bài thơ thứ nhất. Cái bài thơ thứ hai nói về quê hương thôi, quê hương đoàn xác của tôi, quê hương đoàn xác của tôi. Quê em đoàn xá, đoàn xá quê em cũng bấm qua con sông Văn Úc, nước chảy xuôi biển thương nhớ chảy ngược dòng sông xa màu mỡ. Về đồng quê ruộng lúa xanh tươi, nắng chiều hè gió nồm nam mắt rượi, chẳng phải chiều đông để má em hồng. Em còn nhớ cơ ngày xưa ta xa nhau em khóc, trời cũng thương cho nước mắt xa buồn. Ngày tháng qua đi, năm tháng qua đi, quê hương ta có nhiều đổi mới, ai xa quê mà chẳng thấy chạy nòng. Đường trắng nhựa, đường xi măng chảy về ngõ xóm, nhà ngói khang trang, nhà cửa khang trang. Ôi xóm nhỏ như là thị trấn nhỏ, hỡi em ngày xưa đâu rồi, chân xà cạp nội đồng làm lúa. Em chỉ sợ vết sẹo để cắn tôi. Giờ đã khác xưa nhiều lắm, em ra đồng đi ủng ấm chân, chẳng khác xưa người công nhân thực thụ, đồng ruộng thôn quê làm chủ cuộc đời, hưởng ứng nghị quyết đảng xây dựng nông thôn mới, văn hóa thôn làng xây dựng ước mơ. Em ngày xưa và bây giờ gặp lại nhau, bao nhiêu điều thắm thầm nói, đã xa nhau em đã vẫn đợi vẫn chờ, chọn nghĩa tình đất nước quê hương ơi quê em đàn xa. Đây là tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Cao Quý Việt, là ban liên lạc của ban liên lạc chỉ có ý kiến phát biểu chúng ta. Các bác này đi dài thì vất vả ngày đêm, chúng tôi thì ở ngoài này không có thật lan gì hết, cái dịch hiện ra ngoài này Hà Tĩnh quá là cố phòng cái dịch cũng rất bình thường, tôi được tham gia hai cái dịch thật là phải ăn ngày đêm ở để phòng chống dịch. Thì các bác hai nữa là cũng hôm nay này về đây gặp các bác ở đây để là các bác này. Thì lúc chị lớp các bác đến lúc mày tao đi tướng là nên nó bị bà rồi. Thì hôm nay này về đây các bác này có phụ nhân của các bác cùng về đây, thì những thế là cũng chúc các phụ nhân của các bác cố gắng cho tăng sức khỏe của các bác còn lại mạnh khỏe để phục vụ bà, phục vụ ông cũng thành bà. Và cũng xin một lần nữa cũng xin chúc mừng các bác sẽ cố gắng là sống sao là gặp ra ra khoảng 3-40 năm nữa. Có ai còn ý kiến gì nhỉ? Còn phát biểu không nhỉ? Okay. Thế thì kính thưa các quý khách, kính thưa các đồng chí, đồng đội, sau hơn một giờ chúng ta giao lưu và ôn lại những kỷ niệm của 50 năm năm ngày chúng ta vào Nam chiến đấu, thay mặt cho ban liên lạc cựu chiến binh C1 đoàn 281
tôi xin cảm ơn sự có mặt và ủng hộ hôm nay là sự có mặt nhiệt tình của các đồng chí có mặt tại đây, cả khách mời và cả tất cả các đồng chí chúng ta trong toàn C1 và đoàn 281. Xin trân trọng giới thiệu là xin mời, kính mời là đồng chí Cao Công Điệp, đồng chí Đỗ Xuân Hà là khách mời của địa phương sẽ lên nhận kỷ niệm trương và của đơn vị và quà. Xin kính mời đồng chí Nhiên lên chào mừng. Và là cô Minh và bọn của đồng chí ba mình khách mời xin đây sẽ nhận kỷ niệm trương. Thế và có được những cái thành công kết quả như thế này thì cũng rất là nhiệt tình ủng hộ về tinh thần thì như vậy, và về vật chất thì cũng xin được cũng phát biểu lên để các đồng chí nắm được. Mặt cho ban liên lạc là cũng xin cảm ơn cái lòng nhiệt tình và cũng như là cái tấm lòng và cái nhất về cái tinh thần mà chúng ta có mặt ở đây hôm nay, hiện diện ở đây, đấy mới là cái quý nhất. Một lần nữa thì thay mặt cho ban liên lạc xin kính chúc sức khỏe của các vị quý khách cùng toàn thể đồng chí đồng đội chúng ta và gia đình, chuẩn bị là hết năm 2022 rồi, sang năm 2023 và năm mới dồi dào sức khỏe, cũng như ý kiến lúc nãy là của anh ấy là ông chăm bà chăm ông, thế rồi ai không có thì ta coi như con cháu chăm lo cho sức khỏe chúng ta làm sao sống đi. Thì lúc đấy đồng chí nào của ta phải vào bác sát đi. À, thì thôi thì đấy là ta phấn đấu, thì thôi cũng một lần nữa xin kính chúc sức khỏe của các đồng chí và các vị quý khách, đồng thời là các đồng chí chúng ta hạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và gia đình là an vui. Đồng đội ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt như năm xưa. Ta vừa mới bên nhau 18 đôi mươi, trời xanh biếc trên đầu. Về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt như năm xưa. Ta vừa mới bên nhau 18 đôi mười, trời xanh biếc trên đầu.